Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới tài sự đề tài đầu tiên thì vẫn liên quan tới tình hình bầu cử tại Hoa Kỳ quý vị trong một cái cuộc nói chuyện mới nhất của một postcaster có tên là Joe Rogan cho biết là có thể tháng năm này là Joe Biden sẽ bị đẩy ra khỏi cuộc tranh cử và ông tiên đoán rằng Gavin Newsom tức là thống đốc của California sẽ là kẻ thay thế Joe Biden tại sao ông ta nói như vậy và chuyện gì xảy ra cho cho đảng dân chủ thì có lẽ chúng ta lướt qua một số những cái bản tin để biết được chuyện gì xảy ra quý vị. Joe Rogan là Biden có thể sẽ bị rút ra khỏi bởi đảng dân chủ vào tháng 5. Một trong những postcaster nổi tiếng của Hoa Kỳ là Joe Rogan đặc biệt nói rằng đảng dân chủ sẽ đẩy Joe Biden ra khỏi cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới và chỉ ra vấn đề sức khỏe và thay thế ông ta bằng thống đốc của California là Gavin Newsom. Ông Roger, à, ông Rogan đã lên tiếng và phát biểu trong một cái tập nói chuyện mới của ông ta vào hôm thứ bảy gọi là Joe Rogan Experience với người khách mời là một nhà Tây hài hước gọi là Andrew Schul. Maybe tôi nghĩ tháng 5 tôi nghĩ rằng ông ta chỉ có tới tháng 5 mà thôi. Rogan đã nói với ông Schul tôi có cảm giác ngay ngay ở tháng 5 họ sẽ đưa tên ông ta ra và người kế tiếp sẽ được đưa vô là Gavin Newsom. Tôi nghĩ rằng vấn đề sức khỏe và đất nước này hiểu được và Newsom sẽ trở thành sẽ được sự ủng hộ toàn diện à, và kể cả Kamala Harris à, theo tôi nghĩ và tôi không à, tôi không muốn à, làm tổng thống tôi có thể à, trở thành một phó tổng thống đó là lời phát biểu của à, Ron nhắc lại là lời của bà Kamala Harris và là câu hỏi được đặt ra là Newsom sẽ ra, ra tranh cử với Kamala nói à, tôi nghĩ như vậy và tôi không nghĩ rằng họ sẽ à, rút à, Kamala Harris ra khỏi cái à, cuộc tranh cử này. Việc mà giả thuyết về cho bên có thể sẽ bước ra khỏi cái cuộc tranh cử à, đã được chia sẻ bởi rất nhiều thành viên của Đảng Cộng Hòa bao gồm luôn cả cựu Tổng thống Trump người nói rằng ông không nghĩ rằng Joe Biden là đối thủ của ông trong tháng 11. Và trong cái show này thì ông Rogan và ông su đã à, nói về Biden và đã à, được xem là như một cái công cụ à, và trong đó họ nói rằng là có thể sẽ có cái tình, tình trạng thay đổi này. Quý vị, lý do tại sao ông uh, Roger, Roger, uh, ông uh, Joe Rogan đã nói như vậy là bởi vì các cái bản tin gần đây cho thấy đảng Dân Chủ vẫn còn lưng khân trong cái vấn đề mà lập thủ tục cho tên của Joe Biden có mặt trên lá phiếu bầu ở một số tiểu bang. Và điều này cho thấy là đảng Dân Chủ vẫn chưa dứt khoát là Joe Biden có phải đại diện hay không. Quý vị, Joe Biden có thể sẽ mà, mà, sẽ vượt qua cái thời hạn chót cho cuộc bầu cử tháng 11 ở sắp tới đây ở tiểu bang Ohio. Đó là lời cảnh báo của các phiên chức tại đây. Biden có thể sẽ không đáp ứng được thời hạn chót cho cái cuộc bầu cử vào tháng 11 tại Ohio. Các giới chức của tiểu bang đã lên tiếng cho biết như trên. À, tin từ Ohio là ông Tổng thống Joe Biden có thể sẽ không có tên trên lá phiếu bầu ở Ohio à, cho tới khi nào mà cái đảng cái tiểu bang mà đảng cộng hòa thống trị này đang tìm cách gọi là đưa ra thời hạn chót cho đảng dân chủ để có thể à, đưa ra cái tên của ông Joe Biden và người và người đứng chung liên danh với ông ta với cái thời hạn này và Ohio ở cái thời hạn thời hạn chót cho cái việc mà xác nhận ứng cử viên tổng thống là ngày 7 tây tháng 8 trong cuộc bầu cử tổng thống và hai tuần lễ trước khi mà có cái đại hội của đảng dân chủ ở trên toàn quốc và Biden dự tính sẽ được đề cử là sẽ ra tranh cử với ông Trump đó là một trong những cái tin mới nhất và giờ này họ vẫn chưa nộp vô mặc dù thời hạn chót là ngày 7 tây tháng 8 tức là hai tuần lễ trước khi mà có cái đại hội của đảng dân chủ Bên cạnh đó thì quý vị, tiểu bang Alabama cũng tương tự như vậy. Biden có thể sẽ không có tên trên lá phiếu bầu tổng tuyển cử ở tại Alabama. Các giới chức ở tiểu bang này cũng lên tiếng cảnh cáo. Trong đó thì quý vị thấy à, có cuộc thăm dò à, nếu mà nếu mà năm 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 người đã tranh cử thì trong đó ông Trump được 43 điểm, Biden được 38 điểm, cả Kennedy Jr được 12 điểm, ông Cornwell West được 2, 2 điểm và Justin được 2 điểm. Đây là cái cuộc thăm dò của đài truyền hình Fox News và các giới chức ở tại tiểu bang Alabama lên tiếng cảnh cáo rằng ông tổng thống Joe Biden có thể tên của ông ta không có trên lá phiếu bầu của tiểu bang vào tháng 11 trước khi mà ông ta tham dự cái đại hội của đảng dân chủ và không có cái đơn xác nhận cho tới cái ngày thời hạn chót và Alabama là tiểu bang thứ hai nơi mà ông Joe Biden 81 tuổi sẽ không có tên trên lá phiếu bầu nếu như ông ta không đáp ứng cái thời hạn chót này. Và trong thời gian gần đây thì tôi thấy rõ ràng đảng Dân Chủ Trung ương đã lên lịch cho cái ngày 19 tây tháng 8 cho cái đại hội của họ Và trong đó thì tiểu bang Alabama có cái thời hạn chót cho các đảng chính trị cung cấp cái cái lời xác nhận ai là tổng thống và phó tổng thống trước ngày 15 tây tháng 8 năm 2024 Đó là một trong những động lý văn phòng của tiểu bang Alabama thuộc đảng Cộng Hòa là West Allen đã viết trong đã thư Và trong đó à, là cái tiểu ban của đảng dân chủ chủ tịch của đảng chủ tại đây là Randy Kelly và đảng dân chủ trung ương là James Harrison và trong đó thì họ chưa có ghi danh và chưa có lập thủ tục cho Joe Biden thì quý vị hai bản tin này một bản tin của hãng thông tấn AP và một bản tin của hãng thông tấn à, đài tà báo gọi là New York Post đều cho thấy rằng là tờ, phía đảng dân chủ vẫn chưa hoàn tất cái thủ tục để tên ông Joe Biden có trên lá phiếu bầu và trách nhiệm này thuộc về đảng Dân Chủ Trung ương và đảng Dân Chủ ở tiểu bang. Và đảng Dân Chủ ở tiểu bang thì họ phải chờ đợi cái quyết định của đảng Dân Chủ Trung ương. Mà đảng Dân Chủ Trung ương cho tới giờ phút này vẫn chưa đưa ra quyết định sau cùng để mà thực hiện cái thủ tục này hoàn tất. Trong khi phía ông Trump đã làm xong tất cả mọi thứ theo luật bầu cử thì hai tiểu bang này, một tiểu bang thì có cái thời hạn chót là ngày 7 tây tháng 8, một tiểu bang có thời hạn chót là ngày 15 tây tháng 8 và cái đại hội của đảng dân chủ là ngày 19 tây tháng 8 thì quý vị nó cách nhau có vài ngày thôi tuy nhiên thì uh, trên quy tắc thì uh, thường thường là sau cái ngày sau cái bầu cử sơ bộ xong chính ra bầu cử sơ bộ kết thúc vào tháng 6 là xong thông thường mỗi một uh, cuộc bầu cử tổng thống tháng 6 là chấm dứt cuộc bầu cử sơ bộ thì sau tháng 6 là các đảng đã lập uh, thủ tục để mà đưa tên cái người mà họ chuẩn bị đề cử làm uh, ứng cử viên tổng thống của cái năm đó lên sớm hơn. Thông thường họ đưa lên sớm trước khi có cái đại hội. Đại hội chỉ là một cái hình thức chính thức được đưa ra của đảng mà thôi. Ví dụ đảng Cộng Hòa thì năm nay là nó rơi vào tháng 7, đảng Dân Chủ rơi vào tháng 8. Đảng Cộng Hòa thì có những cái đại hội, có một cái đại hội của họ ở tại Milwaukee ở Wisconsin. Năm nay là sẽ diễn ra từ ngày 15 cho tới ngày 18 tây tháng 7. Thì quý vị đêm ngày 18 tây là đêm cuối cùng của đại hội đảng. Đại hội đảng Cộng Hòa đó Thì họ sẽ chính thức đề cử Cái à, cái người mà họ muốn là ông Trump Cùng với lại cái người phó của ông Ra tranh cử tổng thống Thì quý vị Năm nay là rơi vào tháng 7 Còn đảng Dân Chủ thì ngày 19 tây tháng 8 Họ sẽ cử hành cái đại hội của họ Và lúc đó họ chính thức đề cử Tuy nhiên giống như tôi nói Việc đề cử của đảng chỉ là cái hình thức thôi Cái hình thức ở trên đảng cho mọi người biết Ồ chúng tôi đã đề cử ông này ra tranh cử tổng thống Tuy nhiên về thủ tục pháp lý. Về thủ tục pháp lý của bầu cử thì phải hoàn tất theo luật của từng tiểu bang. Mỗi một tiểu bang họ phải chuẩn bị cái bầu cử riêng của họ. Do đó, họ sẽ ấn định cái ngày thời hạn chót để nộp đơn ghi danh bầu cử hay là ghi danh ứng cử như thế nào thì tất cả các ứng cử viên <laughs> từ cấp địa phương, cấp tiểu bang cho tới cấp liên bang đều phải ghi danh sớm. Thì quý vị, năm nay thì chúng ta đã thấy rõ là cái tình trạng của Joe Biden bây giờ và đảng nhân chủ trung ương dường như <laughs> họ chưa sẵn sàng cho Joe Biden ra tranh cử tổng thống tái tranh cử tổng thống thì đúng hơn và sở dĩ tôi nói chưa sẵn sàng là trên miệng của họ là tất cả những thành viên nòng cốt của đảng tức là những nhân vật được xem là có uy thế trong đảng dân chủ đều đồng loạt lên tiếng ủng hộ cho Joe Biden kể cả cá nhân của Gavin Newsom thống đốc California thì quý vị trong đó thì có bà Hillary Clinton có Bill Clinton, có Obama, Michelle Obama và Gavin Newsom rồi kể cả Kamala Harris cũng tuyên bố là bà ta chưa có ý định mặc dù bà ta đã sẵn sàng trong tư thế là một nữ phó tổng thống nhưng bà ta chưa có ý định này thì quý vị những nhân vật chủ chốt của đảng dân chủ đều đồng loạt ủng hộ cho Joe Biden nhưng toàn bộ đảng dân chủ trung ương có lẽ còn đang cân nhắc họ còn đang cân nhắc là có nên để cho Joe Biden tái tranh cử hay không với những gì đang xảy ra hiện nay và mới cái vứt điểm mà ông ta đã lần đầu tiên khiến cho đảng Dân Chủ bị thất thế. Lần đầu tiên đảng Dân Chủ bị thất thế trong các cộng đồng lá phiếu chủ lực của đảng Dân Chủ. Như tôi đã từng nói với quý vị, đảng Dân Chủ lá phiếu chủ lực của họ là giới trẻ. Thì bây giờ giới trẻ dưới 29, tức là dưới 30 tuổi, đều đồng loạt tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho Joe Biden. Ok, rồi tới khi phía cộng đồng Latino, ông ta đã đánh mất cộng đồng Latino vào tay của ông Trump khi mà trong đồng cộng đồng Latino bây giờ ông Trump gác điểm so với ông ta tức là ông Trump gác 6 điểm cộng đồng da đen mất đi 22% cộng đồng da đen mất đi 22% và bây giờ thì cái cuộc chiến của Hamas và do Thái đang khiến cho ông ta mất dần lá phiếu và đặc biệt là lá phiếu của khối người Ả Rập đặc biệt khối Ả Rập thì họ tập trung ở hai tiểu bang Tiểu bang thứ nhất là tiểu bang chiến lược Michigan, nơi mà có cái uh, những hãng xe nổi tiếng của Hoa Kỳ. Và tiểu bang thứ hai là tiểu bang Minnesota. Đây là hai tiểu bang tập trung người Hồi giáo và người Ả Rập nhiều nhất. Thì quý vị, cả hai nơi này đều tẩy chay Joe Biden. Ở tại Michigan có tới hơn 100.000 phiếu. Và kể cả ở Minnesota đã tuyên bố là không bỏ phiếu cho ông Joe Biden. Mà thay vào đó, họ bỏ phiếu với cái chữ là UNCOMIC thì quý vị với cái tình trạng mà mất phiếu dần như vậy do đó đảng dân chủ đang phải cân nhắc mặc dù bây giờ quý vị 81 tuổi rồi thì ông ta bị tình trạng gọi là sức khỏe điều này đúng điều này ai cũng biết sức khỏe của Joe Biden rồi thì quý vị do đó đảng dân chủ cho tới giờ phút này họ vẫn cân nhắc là để coi à, thêm một tháng hai tháng nữa coi cái mức rating của Joe Biden có lên trở lại hay không nếu như không lên trở lại buộc lòng trong tháng 5 hoặc tháng 6 họ phải gạt tên Joe Biden ra và chọn một người khác. Đó là lý do tại sao mà cho tới giờ phút này thay vì Joe Biden đã đạt được đầy đủ đa, đại biểu đoàn để trở thành ứng cử viên tổng thống rồi. Thường thường quý vị, sau cái cuộc bầu cử sơ bộ thì các tiểu bang cộng đại biểu đoàn lại mà nếu như mà cái người thắng thắng cuộc đó mà hơn cái mức quy định thì coi như người đó chính thức được đề cử Ví dụ như trường hợp ông Trump. Trường hợp ông Trump bây giờ ông đã vượt quá con số quy định là 1.215 đại biểu đoàn. Thì quý vị bây giờ cả một cái đảng hòa chỉ còn có mình ông Trump thôi. Là còn à, tiếp tục tái tranh cử thôi. Thì quý vị do đó thì đảng Cộng Hòa đã phải lập thủ tục để cho ông Trump có đầy đủ tất cả tên trên phiếu bầu của 50 tiểu bang. Theo từng tiểu bang luật của họ. Nhưng mà ngược lại phía Joe Biden cũng đã hơn cái số đại biểu đoàn hôm nay Joe Biden đã có hơn 2.000 đại biểu đoàn rồi trong khi cái quy định chỉ hơn 1 chín thôi hơn 1 tám thì đúng hơn thì quý vị ông ta đã đạt đầy đủ tất cả cái quy định của đảng là đại biểu đoàn rồi tại sao họ không làm mà ông ta đã đạt cái chuyện này từ hồi tháng trước tức là sau cái ngày năm tây tháng 3 là coi như ông ta coi như là chỉ còn một mình ông ta thôi và ông ta đã đạt đầy đủ cái đại biểu đoàn sau cái ngày 5 tới tháng 3 rồi mà tới ngày hôm nay đảng Dân Chủ vẫn chưa chính thức lập thủ tục cho ông ta thì điều này quý vị cho thấy rằng là đảng Dân Chủ vẫn còn đang lấn cấn vẫn còn đang lấn cấn bởi vì họ đang cân nhắc xem là cái rating tức là cái mức điểm của Joe Biden từ đây cho tới tháng 6 như thế nào họ thay ngựa giữa dòng kịp tại vì tháng 6 mà đổi ngựa thì họ còn từ tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 thì quý vị tháng 7, tháng 8 còn 2 tháng đó để họ chuẩn bị. Và thứ hai, cái đại hội của họ diễn ra ngày 19 tây tháng 8. Do đó, họ muốn cân nhắc trước 2 tháng trước khi mà có cái đại hội để chắc chắn rằng cái người mà họ chọn ra là ai. Cho tới giờ phút này gần như là họ vẫn còn lớn cất mặc dù những tay lãnh đạo và những tay tên tuổi ở trong đảng dân chủ đều đồng loạt đứng 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 về phía Joe Biden, binh vực cho Joe Biden và che đậy cho Joe Biden. Nhưng mà trên thực tế thì cả đảng Dân Chủ nhìn ra được là Joe Biden liệu có giúp họ giữ được ghế hành pháp hay không nếu lần này tái đấu với ông Trump. Trong khi ông Trump ông cũng nói một câu tôi cũng không biết là Joe Biden có phải đối thủ của tôi tháng 11 hay không. Ông đã nói cách đây 1-2 tháng rồi. Và quý vị, lý do mà Joe Biden có thể sẽ không còn chọn lựa đầu tiên hết giống như là ông George Rogan, uh, Rogan đã nói. Thứ nhất là vấn đề sức khỏe. Ông 81 tuổi rồi tất cả những cử tri trẻ của đảng dân chủ đều tẩy chay không muốn bầu cho ông ta là bởi vì ông ta quá lớn tuổi đây là cái lý do đầu tiên mà joe biden đã bị đảng dân chủ cân nhắc cái lý do thứ hai là sự mất phiếu của các cộng đồng vốn xưa này là lá phiếu chủ lực của joe biden có thể nói là cái lý do thứ hai là những cộng đồng da đen latino hay là à, nhà cộng đồng da màu hoặc là giới trẻ họ đều tẩy chay hết họ đều từ bỏ joe biden hết do đó cái điều thứ hai mà họ muốn rằng là joe không muốn joe biden ra tái tranh cử điều thứ ba tất cả người của đảng dân chủ đều hiểu rõ joe biden chỉ là thứ bù nhìn những kẻ điều khiển joe biden nằm trong tòa bạch ốc giống như tôi nói hôm trước là trên nguyên tắc những người này là nhân viên của tòa bạch ốc dưới quyền của ông tổng thống joe biden nhưng trên thực tế họ là ông chủ của joe biden, của joe biden Họ là những người điều khiển Joe Biden Và họ là những kẻ rất cực tả Tại vì họ đã giúp cho Joe Biden thắng năm 2020 Joe Biden phải bổ nhiệm những người này vào trong các vị trí Ở nội các và kể cả tòa bạch ốc Thì những kẻ này bây giờ họ nằm ở trong đó Họ áp lực Joe Biden các chính sách khác nhau Nhất là cái chính sách về môi trường Do đó quý vị nhiều thành viên đảng Dân Chủ đã từ chối tại vì Joe Biden đã nghiêng hẳn về phía cực tả rồi. Những tháng gần đây quý vị thấy thứ nhất là ông ta chống lệnh của tối cao pháp viện tiếp tục chơi cái trò và gọi là lấp liếm để mà xóa nợ cho sinh viên. Thứ hai là ông ta đã bắt đầu thúc đẩy những cái chính sách về môi trường và gần như siết chặt tất cả về về à, xe điện, tức là siết chặt tất cả những cái quy định về xuất cản luôn cả khí đốt thiên nhiên. Ông ta chặn ngay luôn và ông ta thúc đẩy cái vấn đề xe điện rất là nhiều thậm chí là chúng ta đều biết rõ bốn quốc gia mà đang sản xuất và xuất cảng qua Mỹ những cái solar panel tức là những cái thái dương điện gồm có Malaysia, Việt Nam, uh, uh, Thái Lan và uh, phía của Campuchia bốn quốc gia này họ không có khả năng sản xuất thái dương điện mà tất cả những cái tấm panel thái dương điện này xuất phát từ Trung Quốc đội lốt make in của những quốc gia này để xuất cảng qua Hoa Kỳ thì quý vị Tất cả bên quốc hội đã nói rõ Đây là đồ của Trung Quốc Và nó được đội lốt những quốc gia Á Châu Nhưng mà Joe Biden Trên quy tắc thì quý vị Cái xác lệnh và học quốc hội thông qua Là những mặt hàng nào Đã đến từ vùng Tân Cương Đều bị cấm cửa không cho phép vào Mỹ Đều bị cấm cửa hết Tại vì ở nơi đây được, quyết, được xác định là nơi mà Cộng sản Trung Quốc đang có chiến dịch diệt chủng đối với người Duyên Ngô Nhĩ. Do đó, tất cả những cái nguyên liệu, những cái sản phẩm đến từ Tân Cương đều bị cấm cửa hết. Thì quý vị, mặt hàng bông vải sợi và tất cả những cái màn hàng gia công của phía Việt Nam mà xuất cảng qua Mỹ đã bị chặn ở cửa ở ngay chỗ bến cảng và kể cả, cả phi trường và họ đã tịch thu rất nhiều những cái mặt hàng bông vải sợi của các công ty ở bên Mỹ giao cho phía Việt Nam gia công nhưng Việt Nam lại nhập nguyên liệu gia công từ phía Tân Cương. Thì họ bị cấm. Nhưng riêng với solar panel thì Joe Biden vẫn mắt nhắm mắt mở. Bởi vì ông ta thúc đẩy cái nguồn năng lượng xanh mà. Do đó ông ta vẫn để cho những cái solar panel từ Malaysia, từ Campuchia, từ Thái Lan nhập cản qua Hoa Kỳ. Trong khi đó tất cả mọi người và kể cả bên Bộ Tài chính cũng báo cáo. Chính Bộ Tài chính báo cáo chúng á là có thì khả năng là đây là những cái nguyên liệu và những cái sản phẩm đã có sẵn từ Trung Quốc và chỉ lắp ráp ở những quốc gia này xuất cản qua Hoa Kỳ thôi. Quý vị, tuy nhiên Joe Biden vẫn lắp liếm cho cái nghị trình gọi là chính trị thiên tả của ông ta trong đó bao gồm cái vấn đề môi trường. Thì quý vị, chính điều này nó làm cho rất nhiều những thành viên trong đảng Dân Chủ họ bất mãn. Thì ngoài trên vấn đề sức khỏe, đánh mất khối phiếu chủ lực ra, thì cái vấn đề kế tiếp là ông ta nghiêng quá nhiều về phía thành phần cực tả về phía thành phần cực tả chính vì vậy mà ông ta đảng dân chủ đang cân nhắc và điều cuối cùng điều cuối cùng hết là người ta thấy rõ trong cái chính sách đối ngoại joe biden đã thiên về âu châu quá nhiều cứ cái gì mà ukraine lên tiếng một cái là ông ta bơm ngay qua vì an ninh quốc phòng của âu châu trong khi đó quý vị, ông ta lại rất mơ hồ trong chính sách tại Trung Đông và Á Châu. Trong chính sách tại Trung Đông thì quý vị thấy rõ ràng, chính phủ Hoa Kỳ tôi đã nói quý vị là hỗ trợ cho Do Thái. Nhưng mà ông ta lại bắt đầu áp lực ông Netanyahu trong cái vấn đề gọi là giải quyết cuộc chiến tại giải Gaza. Thậm chí là ông ta ra lệnh cho bà Linda Thomas Greenfield là đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là bỏ phiếu trắng trong việc mà kêu gọi một cuộc ngưng bắn ngay lập tức lần đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ kể từ khi Do Thái lập quốc tới bây giờ, Hoa Kỳ bỏ phiếu trắng. Xưa nay những cái gì liên can tới Do Thái, Hoa Kỳ đều bỏ phiếu chống hết nếu như cái cái dự luật đó bất lợi cho Do Thái. Nhưng mà ông ta lại ra lệnh cho bà Linda Greenfield là bỏ phiếu trắng. Có nghĩa là ông ta đã bắt đầu manh nha, quay lưng với Do Thái. Thì quý vị, tất cả những cái diễn biến này xảy ra, nó làm cho Người cử tri đảng Dân Chủ mất tin tưởng Đặc biệt là khối cử tri người Do Thái Khối cử tri người Do Thái Họ cảm thấy Joe Biden đang phản bội họ Nhất là những người Do Thái theo đảng Dân Chủ Mà tôi đã nói quý vị Người Do Thái ở Mỹ đông lắm khoảng 2 triệu mấy người Tương đương với người Việt Nhưng mà khoảng 70% Là thành phần à, Thuộc đảng Dân Chủ Cấp tiến Thì quý vị Chính cái thành phần này họ bắt đầu bắt đầu có một cái thái độ với Joe Biden họ bắt đầu có thái độ với Joe Biden khi mà Joe Biden đã tìm bỏ phiếu trắng ở trong cái uh, hội đồng bảo an Liên Quốc do đó tất cả những biến cố này đang xảy ra thì nó tác động rất mạnh tới cái sự cân nhắc của đại dân chủ là có nên để Joe Biden ra tiếp tục tranh cử hay không do đó quý vị tại sao mà tới giờ phút này từ Alabama qua tới Ohio chưa biết còn mấy tiểu bang nữa Bây giờ chúng ta chưa biết phải chờ giới chức của các tiểu quan nó báo cáo chúng ta mới biết là họ vẫn chưa nộp thủ tục để xác nhận Joe Biden là ứng cử viên của đảng Dân Chủ và Kamala Harris là ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ. Cho tới giờ phút này họ vẫn chưa nộp cho thấy rằng là chính đảng Dân Chủ cũng không tin về Joe Biden. Chưa kể là những cái vấn đề pháp lý. Hạ viện đang lập thủ tục tiến trình đàn hạch với Joe Biden. Thì bây giờ quý vị phía của ông James Comer tức là chủ tịch ủy ban giám sát và trách nhiệm đã lên tiếng và cân nhắc họ sẽ tiến hành cái gọi là điều tra đàn hạch nhưng họ sẽ không à, chính thức có một cái article hay hai cái article để mà đàn hạch ông Joe Biden ở trên sàn thượng viện mà họ nói rằng họ sẽ đúc kết tất cả mọi cái tiến tình này biết là sau khi xong họ sẽ đưa ra kết luận với những chứng từ hợp pháp và chính thức này họ sẽ chuyển cho bộ tư pháp họ sẽ chuyển cho bộ tư pháp để khởi tố Joe Biden. Thì đương nhiên khi chuyển cho bộ tư pháp họ không chuyển bây giờ. Họ kéo dài cái cuộc điều tra cho tới gần tháng 11 và sau cuộc bầu cử tháng 11 khi mà nhìn rõ được ai là tân tổng thống của Hoa Kỳ, lúc đó họ mới chuyển cho bộ tư pháp. Và bộ tư pháp dưới sự lãnh đạo của người mới thì có thể sẽ bắt đầu nhận tất cả những cái chứng từ này từ hạ viện để lập thủ tục khởi tố và À, truy tố Joe Biden về các cái tội hình sự liên quan tới vấn đề mà ông ta lợi dụng chức phó tổng thống trước đây và chức tổng thống bây giờ cho gia đình của ông ta trục lợi. Thì tôi đã từng đưa một cái bài nói chuyện cho quý vị là cái vụ án này có thể kéo dài cho tới đầu năm 2026 mới bắt đầu và nó sẽ là một cái cuộc truy tố của Bộ Tư pháp chứ không phải là một cuộc đàn hạch trên sàn thượng viện. Thì quý vị, những lý do này là những lý do kể cả đối nội lẫn đối, đối ngoại chưa kể là cái vấn đề mà trong đối nội ông ta còn bị uh, sát xà bông trong cái vấn đề mà cơn khủng hoảng tại biên giới. Thì tất cả những vấn đề này cộng lại nó khiến cho Joe Biden bị rớt điểm. Và nó khiến cho nhiều cái khối cử tri chủ lực của đảng Dân Chủ rời bỏ đảng Dân Chủ. Quý vị, ông uh, Robert Kennedy Jr. là cái người mà có uh, cái cái khối phiếu mà được xem là khá lớn. Thì cái uh, 15%. Thì quý vị, trong 15% này, ông ta lấy được khoảng chừng 2% cho tới 3% là khối phiếu của đảng Cộng Hòa thôi. Còn lại hơn 10% đều là khối phiếu của đảng Dân Chủ. Đều là khối phiếu của đảng Dân Chủ. Do đó quý vị, đảng Dân Chủ lại vừa bị mất phiếu, vừa bị ông Robert Kennedy Jr. chia phiếu nữa. Do đó, họ đang cân nhắc nếu tiếp tục duy trì Joe Biden, liệu họ có thắng được ghế hành pháp hay không? Và tôi đã từng nói với quý vị Nếu mà Robert Kennedy Jr. ra Cộng mà nếu No Labor ra nữa Thì có thể sẽ không có một ứng cử viên nào Đạt đủ 270 cử tri đoàn Và kết quả các ca cử tri đoàn Sẽ phải bỏ phiếu tại quốc hội Để xem ai là tổng thống Thì quý vị nhưng lần này Thì tôi thấy rõ ràng là Joe Biden có thể sẽ không đủ 270 cử tri đoàn Ngược lại ông Trump không bị ảnh hưởng nhiều bởi Robert Kennedy Jr. Thì do đó, ông Trump có thể đạt được 200 từ 272 cho tới 290 cử tri đoàn. Đây là con số mà tôi gọi là bảo thủ dự đoán. Tại vì ông sẽ thắng được ở ít nhất là 4 tiểu bang chiến lược. Và 4 tiểu bang chiến lược này cộng lại thì đủ cho ông Trump được 272 và nếu ông thắng 6 tiểu bang thì ông được khoảng 290 cử tri đoàn. Do đó quý vị lần này Joe Biden sẽ phải đối diện với lại một cái uh, một cái thách thức là liệu ông ta có đủ sức khỏe, liệu ông ta có duy trì được mức điểm để mà tiếp tục đại diện cho đảng dân chủ hay không. Bởi vì các dấu hiệu này thì ông Joe Rogan đã nói rồi là ông dự đoán hết tháng 5 này qua tháng 6 đảng dân chủ sẽ thay ngựa giữa dòng và người thay ngựa là Gavin Newsom thống đốc của California đây là kẻ duy nhất còn sót lại mà đại nhân chủ có thể giao được cái trách nhiệm đó nhưng mà Gavin Newsom thì có lẽ sẽ không có cửa thắng ông Trump do đó quý vị cuộc bầu cử của năm 2024 này thì chúng ta sẽ nhìn một cái ngược lại trước đó đầu năm đầu năm nay đầu năm ngoái thì đúng rồi đầu năm ngoái đảng cộng hòa chia rẽ tới mức mà Kevin McCarthy bị đẩy ra khỏi cái tháng 10 năm ngoái thì đúng rồi bị đẩy ra khỏi cái ghế à, chủ tịch của Hạ viện Tất cả người dân đều nhìn thấy sự chia rẽ của Đảng Cộng Hòa Nhưng mà chỉ có mấy tuần lễ thôi Sau khi thống nhất dưới quyền của ông Mike Johnson Và sự chiến thắng rực rỡ của ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ Nó đã khiến cho Đảng Cộng Hòa dần dần đoàn kết lại Dần dần đoàn kết lại Ngay cả những người ủng hòa bây giờ Đã bắt đầu gọi điện thoại vận động cho ông Trump Và ủng hộ cho Mike Johnson Chủ tịch của Hạ Viện trong khi ngược lại, đảng Dân Chủ bây giờ đang bị chia rẽ trầm trọng. Chia rẽ từ cái khuynh hướng ôn hòa dưới cái khuynh hướng cực tả cấp tiến trong đảng Dân Chủ. Chia rẽ vì cái cuộc chiến của Hamas và Do Thái. Chia rẽ vì cái chính sách mơ hồ của, của Joe Biden trong cái vấn đề đối ngoại. Và chia rẽ vì vấn đề kinh tế đang gặp khó khăn và có thể lạm phát quay trở lại. Quý vị, nhiều vấn đề mà khiến cho các thành viên của đảng Dân Chủ bây giờ và cử tri của đảng chủ đang bị chia rẽ chưa kể sự chia phiếu tức là họ không chấp nhận cho bên họ quay sang ông robert kennedy jr thì quý vị đây sẽ là một trong những cái thách thức mà đảng dân chủ phải đối diện tại vì năm nay tôi đã từng nói với quý vị nếu năm nay mà ông trump thắng ghế hành pháp thì rất có thể họ nắm luôn lưỡng viện quốc hội đảng cộng hòa và quý vị thấy ba cái ghế dễ bị flip nhất là cái ghế ở montana cái ghế ở ohio và cái ghế ở tại West Virginia. Đây là ba tiểu bang màu đỏ, tức là ba tiểu bang Đảng Cộng hòa, nhưng thượng nghị sĩ thì lại là người của Đảng Nhân chủ. Và bây giờ thì quý vị, họ đang chuẩn bị flip ba cái ghế này, chưa kể cái ghế của bà Cinema ở tại Arizona nữa. Đây là bốn cái ghế mà họ sẽ flip trên sàn thượng viện. Và nếu lấy được những cái ghế này thì Đảng Cộng hòa sẽ nắm 51, 52 ghế. So với Đảng Nhân chủ là 48 tới 49. Thật sự Đảng chủ không đủ 48, 49 đâu Họ nhờ ba người độc lập Nhưng mà năm nay Họ có thể mất sàn thượng viện Và điều mà tôi thấy rõ ràng là Sàn thượng viện là cái nơi mà chắc thắng nhất của đảng Cộng Hòa Còn sàn hạ viện Trên nguyên tắc đảng Cộng Hòa đang chiếm đa số Nhưng mà liên tục có nhiều người đã từ chức Trước khi có cuộc bầu cử tháng 11 Thì bây giờ đảng Cộng Hòa chỉ ập phô Là thua đi một phiếu thôi Mất đi một phiếu thôi thì quý vị tại vì đảng cộng hòa gác rất là sát do đó thì bây giờ cục diện phải chờ cho tới tháng 11 chờ cho tới tháng 11 thì tôi nghĩ rằng là nếu giữ được hạ viện <laughs> giữ được đa số tại vì các vị trí bị mất thật sự là những cái vị trí nó thuộc solid của đảng cộng hòa tức là người của đảng cộng hòa cũng sẽ thắng lại cái ghế này chứ không phải là những người từ chức là những người nằm ở cái vùng màu xám 50 50. Có nghĩa là năm nay Đảng Cộng Hòa sẽ lấy cả lưỡng viện quốc hội lẫn ghế hành pháp. Và cục diện này nó sẽ không phải chỉ có 2 năm đầu. Mà có thể sẽ kéo dài trong từ 4 năm, 6 năm, 8 năm hoặc 10 năm. Bởi vì gần như cử tri không muốn đảng nhân chủ, chưa muốn đảng nhân chủ quay trở lại quyền lực khi họ thấy rằng thành phần cực tả còn quá nhiều. Cho tới khi đảng Dân chủ điều chỉnh lại họ thì lúc đó họ mới được người dân trao quyền cho một trong lưỡng viện quốc hội để mà quân bình quyền lực. Còn nếu không quý vị, Đảng dân chủ sẽ mất quyền lực ở cả lưỡng viện quốc hội lẫn ghế hành pháp. Đó là bài phân tích của tôi trong cái hiu tinh nhật ký phần 1 liệu Joe Biden có còn đủ à, tư thế để đại diện cho Đảng dân chủ ra tranh cử tổng thống hay không vẫn còn là câu hỏi chưa biết được. Cảm ơn tất cả các khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel, xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.